Với quá nhiều lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng phát triển cùng các cú hích về hạ tầng giao thông, Châu Đức thuộc Bà Rịa Vũng Tàu trở thành một điểm sáng trên bản đồ đầu tư bất động sản khu vực phía Nam. Trong tương lai gần, việc tập trung phát triển Châu Đức trở thành một thủ phủ công nghiệp, công nghệ cao mới sẽ tạo đà vững chắc cho thị trường bất động sản tại nơi đây bùng nổ. Vậy lý do nào khiến thị trường bất động sản Châu Đức bùng nổ như vậy? Hãy cùng Bidolen tìm hiểu ngay và luôn vấn đề này. Xin mời các bạn. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đó là cú hích từ sóng hạ tầng. Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến thị trường bất động sản Châu Đức trở nên hấp dẫn giới đầu tư chính là làn sóng phát triển hạ tầng mạnh mẽ mà địa phương này đang được thừa hưởng. Nổi bật phải kể đến các dự án giao thông đường bộ sắp được triển khai để kết nối giao thông liên vùng thuận tiện như cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức Long Thành, đường cao tốc Xuyên Á, cầu Phước An, quốc lộ 51, quốc lộ 56 hay tuyến đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu. Trong đó, tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu được đánh giá là dự án trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp tới kinh tế, xã hội cũng như thị trường bất động sản Châu Đức. Ngoài ra, thị trường Châu Đức còn được thừa hưởng lợi thế từ sân bay Long Thành đang được triển khai. Với sức nóng của dự án cảng hàng không lớn nhất Đông Nam Á, bất động sản Châu Đức sẽ có được lợi thế tăng giá mạnh mẽ trong thời gian tới. Điều thứ hai là khả năng kết nối thuận tiện. Vâng, sở hữu vị trí địa lý đắt giá, kết nối thuận tiện với các công trình giao thông lớn trong và ngoài tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Châu Đức có thế mạnh liên kết mạng lưới giao thông tốt để phát triển kinh tế về mọi mặt. Hiện đại, Châu Đức đang tập trung đẩy mạnh phát triển giao thông liên vùng trong cả 4 loại hình giao thông trọng điểm gồm đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không. Bên cạnh các tuyến cao tốc và lợi thế từ hệ thống sân bay, Châu Đức có tiềm lực phát triển mạnh mẽ với việc kết nối thuận tiện với cảng Cái Mép Thị Vải. Đây chính là top 20 cảng biển nước sâu lớn nhất thế giới. Với hệ thống các tuyến giao thông đồng bộ, khả năng kết nối của Châu Đức tới các vùng kinh tế trọng điểm của các khu vực cũng được phát huy tối đa. Điều này tạo động lực lớn để cho thị trường bất động sản Châu Đức trở nên hấp dẫn giới đầu tư hơn. Thứ ba, đón đầu làn sóng đầu tư bất động sản công nghiệp. Các bạn thân mến, Châu Đức đang là địa phương sở hữu khu công nghiệp Sodanergy với diện tích 2.287 ha, lớn nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng hơn 80.000 chuyên gia và nhân công lao động. Mục tiêu trong thời gian tới, Châu Đức sẽ được đầu tư mở rộng diện tích công nghiệp lên 8.782 ha với 4 khu công nghiệp mới. Với điều chỉnh này, Châu Đức sẽ vượt Phú Mỹ trở thành thủ phủ công nghiệp mới lớn nhất tại Bà Rịa Vũng Tàu. Bên cạnh đó, làn sóng dịch chuyển đầu tư công nghiệp từ các thị trường nước ngoài cũng đang đổ về Việt Nam do tác động của dịch bệnh. Trong đó, khu vực phía Nam như Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai hay Bình Phước đang là những thị trường được hưởng lợi mạnh mẽ nhất. Cùng với sự phát triển của bất động sản công nghiệp, bất động sản ven khu công nghiệp tại Châu Đức cũng tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn. Với tốc độ tăng trưởng công nghiệp ngày một gia tăng, thị trường bất động sản ven khu công nghiệp Châu Đức hứa hẹn sẽ bùng nổ và trở thành cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn và thắng lợi. Lý do thứ tư, Châu Đức chính là nơi các ông lớn bất động sản sẽ đổ về. Với lợi thế phát triển công nghiệp, Châu Đức trở thành điểm đến thu hút các ông lớn bất động sản đổ về, điển hình như tập đoàn Vingroup với 2 dự án trung tâm thương mại và khu đô thị công nghệ cao dọc theo quốc lộ 56, quy mô hơn 1.300 ha. Cùng với đó là các tập đoàn lớn như BKMX IDC với cao su Hòa Bình, triển khai khu công nghiệp tái định cư với quy mô gần 2.000 ha. Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác cũng đang thực hiện nghiên cứu tại Châu Đức với các dự án lớn tới hàng ngàn hecta, và điều này cho thấy tiềm năng phát triển bất động sản vô cùng lớn của thị trường bất động sản Châu Đức trong thời gian tới. Và lý do thứ năm, lý do cuối cùng mà hôm nay Bidolen chia sẻ cùng với các bạn, đó chính là tiềm năng tăng giá mạnh mẽ. Bên cạnh các yếu tố ngoại vi tác động tới thị trường bất động sản Châu Đức, một nguyên nhân quan trọng khác khiến thị trường bất động sản Châu Đức trở nên hấp dẫn các nhà đầu tư hơn chính là giá đầu tư còn khá mềm so với các thị trường truyền thống như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng hay Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Giá đất gần như đạt đỉnh thì giá đầu tư bất động sản tại Châu Đức lại cực kỳ hợp lý. Và theo khảo sát, giá bất động sản ven các khu công nghiệp lớn tại Châu Đức chỉ có giá dao động từ khoảng 12 đến 15 triệu đồng một mét vuông. Trong khi đó, với các lợi thế mà địa phương này đang sở hữu, dư địa tăng giá còn rất mạnh, có thể lên tới 150% một năm theo sóng đầu tư bất động sản công nghiệp. Đặc biệt, trong làn sóng đầu tư đang hấp dẫn này, quỹ đất tại Châu Đức còn khá lớn, cùng với khả năng thanh khoản trở nên dễ dàng càng làm cho tiềm năng sinh lời lớn mạnh đến với các nhà đầu tư. Các bạn thân mến,
Trên đây là 5 lý do Bidolen đưa ra cho một nhận định. Lý do tại sao bất động sản châu Đức lại hấp dẫn các nhà đầu tư lớn lên như thế. Còn bây giờ, Bidolen xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.